Family and Friends, 4, Special Edition, Unit 9, Comparative Form of the Adjective. Các em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau học bài số 9 phần ngữ pháp, học về cái dạng so sánh hơn của tính từ nhé. Rồi, bây giờ chúng ta cùng học bài nào. Trước tiên chúng ta sẽ học về cái dạng so sánh hơn đối với tính từ ngắn. Vậy thì thế nào là tính từ ngắn? Tính từ ngắn là tính từ khi các em đọc lên nó, khi em phát âm lên nó chỉ có một âm tiết thôi thì đó là tính từ ngắn. Các em hãy lắng nghe cô đọc ha. Fat, tall, short, young. Đó, tất cả các từ này khi cô đọc lên nó chỉ có một âm tiết thôi nên nó là tính từ ngắn. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cách chuyển các cái tính từ sang tính từ ở dạng so sánh hơn. Thì hầu hết đối với các tính từ ngắn, khi các em muốn chuyển sang so sánh hơn, các em chỉ việc thêm er phía sau tính từ là trở thành tính từ ở dạng so sánh hơn. Old, older, young, younger, short, shorter. Older đây là già hơn, younger đây là trẻ hơn, shorter ở đây là ngắn hơn, thấp hơn. Rồi, khi các em, khi mà các cái tính từ nó kết thúc bằng chữ y, khi chuyển sang so sánh hơn thì các em chỉ việc thêm r phía sau tính từ là trở thành so sánh hơn. Large, larger, wise, wiser, nice, nicer. Larger ở đây là rộng hơn, wiser ở đây là khôn ngoan hơn, thông thái hơn. Nicer là dễ thương hơn. Tiếp theo, khi các cái tính từ mà tận cùng bằng một phụ âm mà đứng trước nó là một nguyên âm thì các em phải gấp đôi phụ âm cuối lên, sau đó chúng ta mới thêm er. Tiện hôm nay cô Hằng sẽ giới thiệu, sẽ ôn lại cho các em 5 nguyên âm trong tiếng Anh, đó là gì đây? Uể oải. U, E, O, A, I. Chữ thin nó kết thúc bằng chữ N, đây là một phụ âm. I là nguyên âm, nên gấp đôi phụ âm cuối sau đó thêm ER. Thin, gầy mỏng. Thinner, gầy hơn, mỏng hơn. Hot, kết thúc bằng chữ T, đây là một phụ âm. O là nguyên âm, nên chúng ta gấp đôi phụ âm cuối lên sau đó thêm ER. Hot, nóng. Hotter là nóng hơn. Big là to, kết thúc bằng chữ gì ấy? G, đây là một phụ âm. I là nguyên âm, gấp đôi phụ âm cuối sau đó thêm er. Bigger là to hơn, bự hơn. Đối với các cái tính từ mà nó kết thúc bằng chữ y, bằng chữ cái y thì chúng ta chuyển y thành y ngắn. Chúng ta chuyển y thành i, sau đó chúng ta mới thêm er. Happy kết thúc bằng chữ y thì chuyển y thành gì đây? I, sau đó thêm er. Happier, vui hơn, hạnh phúc hơn. Easy là dễ, kết thúc bằng chữ y, chuyển y thành i rồi s e r. Easier, dễ hơn. Heavy là nặng, kết thúc bằng chữ y, chuyển y thành i, sau đó s e r.
heavier, nặng hơn. Các em lưu ý, đối với các cái tính từ mà nó kết thúc bằng chữ y như thế này nè, mặc dù khi các em phát âm lên nó là hai âm tiết, nhưng người ta xếp nó vào tính từ ngắn nha các em ha. Và có một số tính từ nó ở dạng bất quy tắc thì chúng ta không có thêm gì cả, chúng ta học thuộc lòng thôi. Ví dụ chữ good là tốt, khi chuyển sang so sánh hơn là gì đây? Better là tốt hơn. Bad là xấu, tệ, chuyển sang so sánh hơn là gì đây? Worse, tệ hơn, xấu hơn. Rồi, bây giờ chúng ta học sang cái phần so sánh hơn đối với tính từ dài. Vậy thì thế nào là tính từ dài? Tính từ dài là tính từ khi các em phát âm lên nó có hai âm tiết trở lên thì nó được gọi là tính từ dài. Các em lắng nghe. Handsome là đẹp trai khi cô đọc lên có hai âm tiết. Beautiful khi cô đọc lên nó có ba âm tiết. Beautiful là đẹp. Exciting khi cô đọc lên nó có ba âm tiết. Exciting là hào hứng hoặc là nhộn nhịp em ha. Bây giờ cô hướng dẫn em cách cách chuyển từ tính từ dài sang cái tính từ ở dạng so sánh hơn. Thì hầu hết đối với cái tính từ dài á, khi các em muốn chuyển sang so sánh hơn thì các em chỉ cần thêm more phía trước thôi. Exciting, more exciting, thú vị hơn, hào hứng hơn. Beautiful, more beautiful, đẹp hơn. Handsome, more handsome, đẹp trai hơn. Bây giờ cô sẽ chúng ta cùng đi tới cái công thức của so sánh hơn đối với tính từ ngắn. Thì S1 là chủ ngữ thứ nhất, sau đó là be. Thì be có ba dạng, đó là am, is và are. Tùy theo chủ ngữ là gì thì nó sẽ đi với chủ ngữ đó. Cộng với cả gì đấy? Short adjective. Chỗ này các em phải thêm er. Và trong câu không thể thiếu được chữ gì đây? Than. Và cộng với chủ ngữ thứ hai. Chốn. Chủ ngữ thứ nhất is là be. Taller. So, tính từ ngắn thêm er. Trong câu có chữ than. Than. Mary. Mary ở đây là chủ ngữ thứ hai. John is taller than Mary. John thì cao hơn Mary. Đây là tiếp theo, đây là công thức so sánh hơn đối với tính từ dài. Thì chủ ngữ thứ nhất S1 cộng với be, am, is và are. Và các em phải thêm more phía trước tính từ dài. Rồi tới than và tới chủ ngữ thứ hai. The red car, chiếc xe hơi màu đỏ ở đây đó là chủ ngữ thứ nhất. Đây là một chiếc xe hơi bởi vì chữ car không có S. Is more expensive. More cộng với tính từ dài. Than the blue car. The blue car ở đây đó là chủ ngữ thứ hai. The red car is more expensive than the blue car. Chiếc xe hơi màu đỏ thì mắc tiền hơn chiếc xe hơi màu xanh. Rồi, bây giờ các em hãy cùng thực hành chuyển các cái tính từ sau đây sang tính từ ở dạng so sánh hơn nhé. Tall. Nó chỉ có một âm tiết nên nó là tính từ ngắn. Chúng ta chỉ việc thêm er. Taller. Long, khi chúng ta đọc lên nó chỉ có gì đây? Một âm tiết nên nó là tính từ ngắn, nên chúng ta chỉ việc thêm er. Fat,
kết thúc bằng chữ T ở đây là một phụ âm, A ở đây là nguyên âm. Nên chúng ta phải gấp đôi phụ âm cuối lên, sau đó chúng ta thêm ER. Factor. Peaceful là hòa bình. Khi cô đọc lên thì nó có mấy âm tiết nào? Peaceful có hai âm tiết nên nó là tính từ dài. Em thêm more phía trước. More peaceful. Careful hai âm tiết nên nó là tính từ dài, chúng ta thêm more phía trước. More careful. Small là nhỏ, khi chúng ta đọc lên nó có một âm tiết nên chúng ta chỉ việc thêm ER. Smaller. Happy. Nó kết thúc bằng chữ Y nên chuyển Y dài thành Y ngắn rồi thêm ER. Happier. Angry. Kết thúc bằng chữ Y, chuyển Y dài thành Y ngắn rồi thêm ER. Angrier. Busy. Busy là bận rộn. Kết thúc bằng chữ Y, chúng ta chuyển Y thành I, sau đó thêm ER. Busier. Good. Đây là tính từ ở dạng bất quy tắc. Chúng ta chuyển sang gì đây? Better là tốt hơn. Bad. Đây cũng là dạng tính từ bất quy tắc nên chúng ta chuyển thành gì đây? Worse. Handsome. Khi chúng ta đọc lên có hai âm tiết nên nó là tính từ dài, thêm more ở phía trước. More handsome. Beautiful. Khi chúng ta đọc lên nó có ba âm tiết nên nó là tính từ dài, chúng ta thêm more phía trước. More beautiful. Ugly. Kết thúc bằng chữ Y, chúng ta chuyển Y into I, sau đó chúng ta mới add ER. Uglier. Rồi, bây giờ các em cùng thực hành hoàn thành các cái câu sau đây, sử dụng dạng so sánh hơn của các cái tính từ ở trong ngoặc. Dark ở đây là khi các em đọc lên nó chỉ có một âm tiết nên nó là tính từ ngắn. Nên chỗ này chúng ta chỉ việc thêm ER. Darker. His shirt is darker than his pants. Cái áo sơ mi của cậu ta thì sao? Thì tối màu hơn cái quần của cậu ta. Long. Ở đây khi chúng ta đọc lên nó có một âm tiết nên nó là tính từ ngắn. Khi chuyển sang so sánh hơn chúng ta chỉ việc thêm ER. Longer. Susan's hair is longer than my hair. Tóc của Susan thì làm sao? Dài hơn tóc của tôi. Funny, kết thúc bằng chữ Y. Chúng ta chuyển Y into I, sau đó chúng ta thêm ER. Funnier, George is funnier than Robert. George is funnier than Robert. George thì sao đây? Vui vẻ hơn, hài hước hơn, mắc cười hơn Robert. Good. Đây là tính từ bất quy tắc. Vậy chúng ta chuyển thành gì nào? Better. My result in the test was better than Harry's.
Kết quả bài kiểm tra của tôi thì sao? Tốt hơn của Harry. Expensive. Khi chúng ta đọc lên, nó có ban tiết nên nó là tính từ dài. Chúng ta thêm more phía trước. Gold is more expensive than silver. Vàng thì sao? Thì mắc tiền hơn bạc. Bây giờ chúng ta sang một cái dạng bài tập khác. Các em hãy sử dụng cái công thức của tính so sánh hơn đối với tính từ ngắn và tính từ dài. Các em thành lập cái câu cho cô Hằng ha. Use the words to write comparisons. Chúng ta sử dụng hai cái công thức này để viết thành câu so sánh hơn cho cô. Dựa vào một số từ cho sẵn. Rồi, vậy câu số 1 ở đây thì sao nào? France ở đây là chủ ngữ thứ nhất. Sorry các em. Chữ large ở đây là tính từ ngắn. Khi chúng ta đọc lên nó chỉ có một âm tiết thôi. Vậy chúng ta sử dụng công thức của tính từ ngắn. Công thức phía trên này này. France ở đây là chủ ngữ thứ nhất. Là một đất nước, một nước Pháp. Chúng ta đi với động từ to be là is. Cộng với short adjective er thêm br thì là larger than Italy. Nước Pháp thì rộng hơn nước Ý. Cheap. Khi các em đọc lên nó có một âm tiết nên nó là tính từ ngắn. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng công thức ở phía trên này ha. The red dress là chủ ngữ thứ nhất. Chủ ngữ này nó có S phía sau nên nó là số nhiều. Nên chúng ta phải đi với động từ to be là are. Cộng với short adjective, chỗ này phải thêm er là gì đấy? Cheaper. Trong câu phải có chữ gì đấy? Than. Chủ ngữ thứ hai là the blue chairs. The red chairs are cheaper than the blue chairs. Chinese, English. Tính từ ở trong đây là gì đây? Difficult. Khi các em đọc lên nó có 3 âm tiết, vậy nó là tính từ dài. Chúng ta sử dụng công thức phía dưới các em ha. Chủ ngữ thứ nhất, Chinese. Là một đất nước, chúng ta đi với động từ to be là is. Tới more cộng với long adjective là more difficult. Trong câu có chữ than và chủ ngữ thứ hai, English. Number 4. These shirts. Those shirts. Tính từ ở đây là expensive. Khi cô đọc lên nó là ba âm tiết, vậy nó là tính từ dài. Chúng ta sử dụng công thức phía dưới. Chủ ngữ thứ nhất, these shirts. Nó có S phía sau nên nó là số nhiều. Nên chúng ta đi với B ở đây là R. Vì đây là expensive, đó là tính từ dài. Chúng ta thêm gì đây? More expensive. Tới gì đây? Than. Chủ ngữ thứ hai là gì đây? Those shirts. These shirts are more expensive than those shirts. Thanks for listening. Remember to subscribe, like, and share. Goodbye.